Bảo nguyện cầu Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chắc thứ chú con kính tri ân từ tâm hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Đây hôm nay môn học tháng pháp chương 6 tóc yếu từng tập bài 38 tổng quan, chúng con cùng thỉnh từng tòa giác đẳng từ bi giảng nhập đại học. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính đảnh lễ chư tổ tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tập mới của môn thắng pháp, đó là nói về tương tập. Tương tập nó chỉ dễ hiểu, đó là sự liệt kê các pháp thành từng thể loại, thành từng nhóm. Như chúng ta làm việc ở trong tiếng Anh gọi là categorize. Bởi vì trước kia thì chúng ta đề cập đến các pháp tương đối là riêng lẻ. Bây giờ thì chúng ta lại có thể phân định theo từng phạm trù, từng lĩnh vực, nói cách khác là từng thể loại. Sự phân chia này mang những ý nghĩa rất là đặc biệt. Và có lẽ điều đặc biệt nhất là sau một thời gian dài quý Phật tử đã nghe về những khái niệm tương đối xa lạ, bây giờ thì chúng ta có dịp trở về lại với những đề tài tương đối là quen thuộc mà chúng ta thường nghe ở trong kinh tạng, luật tạng, đặc biệt là trong kinh tạng. Và khi thì tòa từ siêu giảng, quý vị cố gắng chú ý một điểm như vậy là có phần chi pháp. Thí dụ như chúng ta nói là dục ái, hữu ái, thì chi pháp của nó là gì? Nó thuộc về tâm sở nào? Phần chi pháp là một cống hiến rất là đặc biệt của môn thắng pháp cho Phật học. Qua phần chi pháp thì chúng ta không có lẫn lộn. Có nhiều trường hợp chúng ta rất là dễ lẫn lộn về điểm này. Và dĩ nhiên là thưa quý vị, sự phân loại này đó không phải là bao gồm tất cả các pháp được đề cập đến ở trong kinh tạng. Chỉ có một số mà chúng ta đọc hôm nay, như là về sự tương tập của bất thiện, của hỗn hợp, của giác phần, hay là của những đề tài phổ quát. Dù là bất cứ sự phân loại nào thì qua đó cũng cho chúng ta thấy được một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ, lợi ích giữa môn thắng pháp và đời sống tu tập cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần bài đọc về tổng quan của tương tập trước, và sau đó chúng ta cùng kính thưa tòa từ siêu giảng dạy rộng rãi về phần tổng quan của bài học này. Sa thưa lệnh thầy, chúng con kính tri ân thầy đã chắc đẳng để dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn bài học hôm nay, môn học thắng pháp chương 6, tóc yếu tương tập bài 38 tổng quan. Tương tập là sự liệt kê các pháp thành từng thể loại do có cùng đặc tính. Sau khi đã đi qua các chương nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, thì chương tương tập sẽ cho thấy rõ hơn về vai trò, tác động và sự liên hệ của từng pháp đối với các pháp khác.
Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các pháp tương tự, như khi nói về một người nào đó, không phải chỉ nói về tên họ, chiều cao, màu tóc, vân vân, mà có nói về giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, lợi tức, vân vân. Như vậy có thể hình dung chính xác hơn về người đó. Liệt kê để hiểu, phân loại. Không có sự phân loại nào nói lên đầy đủ mọi ý nghĩa, mà cần rất nhiều bản liệt kê khác nhau. Thí dụ, tâm sở cần có thể là chi pháp của tà tinh tấn, mà cũng là chi pháp của chánh tinh tấn, cần giác chi, vân vân. Điều này cho thấy rõ hơn bản chất tự tha. Điều này tương tự như cách người ta làm thống kê dân số. Sự phân loại về tuổi tác, giới tính, lợi tức của dân chúng giúp chính quyền cũng như các công ty thương mại có định hướng chính xác hơn để phù hợp với tương lai. Từ vĩ mô đến quy mô, có lẽ một trong những khái niệm khó hiểu nhất của Pháp đối với người mới học là sự trình bày vĩ mô của các Pháp. Thí dụ như những tâm sở tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vân vân. Trong cách nói đại loại thì là những trạng thái riêng biệt, nhưng trong cách nói vĩ mô thì lại có hỗn hợp, cùng có mặt trong một sát na tâm tịnh hảo. Trong chương tương tập, các pháp được trình bày với vai trò đặc biệt, cho thấy ý nghĩa liên hệ giữa khái niệm vĩ mô và quy mô, như tâm sở định trong Bát Chi Đạo chính là chánh định. Đề pháp và chi pháp. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc học thắng pháp là nêu rõ chi pháp của đề pháp. Thí dụ, như khi nói về dục ái tiềm miên hay hữu ái tiềm miên, mặc dù là hai thứ ái có ý nghĩa rất khác biệt khi nói về thức tiềm miên, nhưng chi pháp đều là tâm sở tham. Tương tự như một dược sĩ, khi nói về thuốc, không phải chỉ nói về hiệu thuốc, mà xem dược tính của thứ thuốc đó để biết đích xác về công năng hay phản ứng nếu có. Nhịp cầu giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Khi học những chương đầu của giáo trình này, người học có thể cảm thấy đang đi vào một thế giới xa lạ với những từ vựng không quen, khái niệm chưa từng nghe. Nhưng trong chương này, khi đề cập đến những đề tài như năm uẩn, tứ thủ, thất tiềm miên, thì là những đề tài quen thuộc được nói nhiều ở kinh tạng, mà ở đây được trình bày với chi pháp cụ thể. Có thể nói, chương tương tập bắt nhịp cầu giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Chính điểm này cho thấy sự lợi ích đặc biệt của việc học thắng pháp khi nghiên cứu Phật học. Thắng pháp và đời sống hàng ngày. Một cảm giác mà người mới học thắng pháp thường có là môn học này dường như nói đến những điều không có liên hệ thực dụng trong đời sống hàng ngày. Trên thực tế thì những nơi thắng pháp được nghiên cứu xong thì thiền quán tứ niệm xứ cũng tịnh hành. Lý do dễ hiểu là thắng pháp có những phân tích rõ ràng về cảm thọ, về uẩn, xứ, giới, đế là những lĩnh vực thiết yếu cho người tu tập thiền quán. Ngay cả với người bình thường, nếu học kỹ chương tương tập này sẽ hiểu được vai trò của các pháp trong đời sống hàng ngày ra sao. Những gì được đề cập trong phần tương tập. Tổng cộng 28 chủ đề phân thành 4 nhóm như sau. A. Tốt yếu bất thiện Akusala Sangha. B. Thoát yếu hỗn hợp Nisaka Sangha. C. Thoát yếu giác phần Bodhipakhiya Sangha. D. Thoát yếu hàm tận Sapa Sangha. A. Thoát yếu bất thiện Akusala Sangha. 1. Tứ lậu Chattaro Asawa. 2. Tứ bậc Chattaro Ugha. 3. Tứ phối Chattaro Yoga. 4. Tứ phực Chattaro Gandha. 5. Tứ thủ Chattaro Upadana. 6. Lục cái Chak Niwarana Ni. 7. Thất tiềm niên Satta Anusaya. 8. Thập riền Rasa Samyojana. 9. Thập phiền não Rasa Kilesa. B. Thoát yếu hỗn hợp Nisaka Sangha. 1. Lục nhân Chathetu. 2. Thất chi thiền Satta Chanangani. 3. Thập nhị chi đạo Dvadasa Maggangani.
bốn thập nhị, nhị thập nhị quyền, ba quyền sát tình riết già ni, năm cửu lực, nó bắt là ni, sáu tứ trưởng chất tà rô a thi bất tì, bảy tứ thực chất tà rô a hà ra, c thoát yếu giác phần bồ thị bất khí giác sằng ga, một tứ niệm xứ chất tà rô sát ti bất thà na, hai tứ chánh cần chất tà rít sam mắt bát hà na ni, ba tứ như ý túc chất tà rô ít thi bà đà, bốn ngũ quyền bành trình rít già ni, năm ngũ lực bành chất bát là ni, sáu thất giác kỳ sát tập bát cha bát hằng gà, bảy bát chi đạo ánh sắc mắt gan gà ni, d tốt yếu hàm tận sắp bát sang gà, một ngũ quẩn bành chắc khanh đà, hai ngũ thủ quẩn bành chút bà đà nắc khanh đà, ba thập nhị xứ tùa đắc xà chắc ta nà ni, bốn thập bát giới ách thà ra sắc thà tu vô, năm tứ thánh đế chắc ta ri ri giác sắc trà ni. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Trẳng, cùng chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý đồ hữu tử. Kính thưa quý vị, chúng ta bước qua cái trường mới, trường 6, là tỏa cái yếu tương tập. Hôm nay chúng ta thỉnh đội chức đẳng cho một cái phần tổng quan trước, cho nên trong phần tổng quan này cũng không có gì để trình bày, bởi vì ở trong bài soạn Thượng Tọa đã nói xong hết rồi. Cho nên sau khi chúng tôi trình bày chút ít thì Thỉnh Thượng Tọa nêu những cái câu hỏi nó có liên quan đến cái phần tổng quan, chúng tôi có thể trả lời. Bởi vì nếu như mà trình bày cặn kẽ, chúng tôi giảm hết chi pháp cho 27 hoặc là 28 cái đề pháp đó, thì như vậy sẽ không còn cái gì để học. Mà trong những ngày sắp tới, khi mà chúng tôi phân bài, thì trong cái phần giới thiệu tổng quan này, chúng tôi có thêm 4 cái pháp, tức là tứ lậu, tứ bộc, tứ phối, tứ phượng, tứ thủ. Như vậy nó sẽ có cái để nói đi vào đề luôn. Như hôm nay thì ở trong bài của chúng ta chỉ có nêu ra cái đề pháp tổng quát, chưa nói đến chi tiết. Kính thưa quý vị,
Ở đây chúng ta đã học qua 72 cái pháp thực tính. Hai pháp thực tích được gọi là cái pháp thường tập, đó là tâm, 52 tâm sở, 18 sắc, thành tựu và niết bàn. Pháp thực tính thật ra nó tới 80 pháp, nhưng mà ở đây chỉ nêu có 72 pháp, là bởi vì 121 tâm chỉ có một trạng thái là biết cảnh nên kể là một pháp. 52 tâm sở là 52 trạng thái khác nhau tương ứng với tâm nên kể là 52 pháp. Và 28 sắc pháp, trong đó có 18 sắc thành tựu hay 18 sắc thành Nibbana Rupa là chính thức, được tạo thành bởi bốn nhân là nghiệp, tâm, quyết tiết và vật thực. Nên 28 sắc pháp chúng ta chỉ kể là 18 pháp thôi. Còn Nibbana là trạng thái tịch tịnh nên kể là một pháp. Như vậy 152 18, 1 thì chúng ta có tất cả là 72 pháp. Khi chúng ta nói đến 72 pháp đó thì gom lại những pháp có đặc tính tương đồng, nên đây gọi là tương tập Samuchaya, là toát yếu tương tập. Cái chữ Samuchaya hay là tương tập có Pali chú giải Saha Uchi Yanti Ethati Samuchayo, là chứa đựng tính tương đồng, gọi là tương tập. Hoặc một câu nữa là Sambindhitva Uchi Yanti Etenati Samuchayo, tập hợp những điểm tượng trung, gọi là tương tập. Chúng ta nói những cái pháp tương tập, thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta nêu lên 7 cái đề pháp, 9 cái đề pháp: lậu bộc phối phược thủ cái tìm miên triền phiền não. Vì những cái pháp này nó có cái điểm tương đồng là đặc tính bất thiện, chúng ta gom lại để chúng ta liệt kê ra cái đề pháp. Còn những cái pháp như là nhân, thất chi thiền, thập nhị chi đạo hay thập nhị quyền, cũng lực, tứ trưởng tứ thực, thì những cái pháp đó có cái, những cái đề pháp này có cái điểm tương đồng là nó hỗn hợp giữa thiện với bất thiện và phù ký. Cho nên chúng ta liệt kê nó thành một nhóm riêng, gọi là hỗn hợp Miskasanga. Cái liệt kê thứ ba đó là toát yếu về giác phần Bodhipakkhiya Sangaha, tức là liệt kê ra những pháp, những cái đề pháp mà nó mang tính chất cái tịnh hảo thiện, hay là những cái tính chất pháp mà đưa đến
lợi ích giác ngộ như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, chứ tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất nhất chi, bát chánh đạo. Chúng ta thành nhóm đó gọi là thoát yếu giác Phật. Còn phần D là phần thoát yếu hàm tận Sapasagaha, tức là những cái đề pháp nào nó mang cái tính chất là tổng hợp các cái pháp chân đế, nói theo khía cạnh này hay khía cạnh khác, chẳng hạn như ngũ quẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ diệu đế. Nhưng mà ở đây ngũ quẩn trong thắng pháp và biểu lượng thâm ở phía thâm bát thất sa đá nêu hai lần. Lần đầu là ban chắc thanh thác, tức là nói năm quẩn tổng quát, nhưng mà lần thứ hai nói đến năm thủ quẩn gọi là ban chúc ba đa nắc thanh thà, là hạn chế hơn chút, cho nên được kể như là thoát yếu hàm tận nó có năm đề pháp. Kỳ thật thì chỉ có bốn đề pháp thôi, nhưng mà cũng quẩn vì nói năm quẩn tổng quát, năm quẩn đại loại và năm thủ quẩn. Chúng ta cần phải hiểu gì trở đây thưa quý vị. Trong cái chương mà nói về tư tập á, một điều rất lý thú là khi mà chúng ta liệt kê cái đề pháp, chúng ta tìm cái chi pháp của đề pháp đó. Thí dụ như nói tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, chi pháp nó là tâm sở tham, kiến lậu chi pháp là tâm sở tà kiến, vô minh lậu là tâm sở si. Như vậy nói tứ lậu, tứ bột, tứ phối, mỗi một đề pháp nó có bốn điều: dục, hữu, kiến, bực và vô minh. Thì chúng ta lấy chi pháp vẫn có ba điều thôi, tức là tham, tà kiến và si. Thì trước hết là chúng ta liệt kê cái đề pháp để chúng ta tìm cái chi pháp. Ngược lại, chúng ta lấy một cái chi pháp để chúng ta tìm cái đề pháp. Thí dụ bây giờ nói đến toát yếu tương tập bất thiện, khi chúng ta nói đến 14 cái tâm sở bất thiện thì si, cái tâm sở si đóng cái vai trò gì ở trong những cái pháp bất thiện? Chỉ chúng ta thấy rõ rằng tâm sở si đóng cái vai trò là vô minh lậu, vô minh bộc, vô minh phối. Nó là vô minh cái, vô minh triền miên hay vô minh triền, hoặc là si phiền não, rồi vô tạm cuối. Ở trong vô tạm cuối
thì chúng ta chỉ được tìm thấy đối với thập triền, trong thập triền thập phiền não thôi, rồi phóng dật. Cái chi pháp đó chúng ta được tìm thấy ở trong lục cái, nó là trạo hối cái, nó có trạo hối uthajja, trạo trạo cử. Hay là trong thập triền thập phiền não cũng có. Rồi sân, tâm sở sân, trong tứ lộ tứ một tứ phối không có, nhưng ở trong tứ phược thì sở tâm sở sân nó đóng cái vai trò là sân độc thân phược. Trong lục cái thì nó có sân độc cái, thất tiềm miên là vẫn tiềm miên, thập triền là sân triền, thập phiền não là sân phiền não. Cứ mỗi một học nêu đề pháp, chúng ta tìm chi pháp và lấy mỗi một chi pháp để chúng ta tìm thấy những cái vai trò của cái chi pháp đó. Ở trong cái đề pháp nó như thế nào, học như vậy nó cũng thú vị, thú vị. Đó là cách mà chúng ta học trong cái phần thoát yếu tu tập. Và ở đây có một vấn đề nữa chúng ta được nói đến, là trong phần thoát yếu tu tập chúng ta học để chúng ta thấy cái dịp cầu giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Có những người họ rất hồ đồ khi mà họ nói rằng thắng pháp là chỉ nói được cái triết lý ở trên ngọn cây, nhưng mà họ quên rằng là trong thắng pháp trình bày gì có, vì chúng ta ở trong đến các cái pháp lộ hoặc aswa, thì ở đây trong phần tương tập ta học về tứ lộ. Ở trong kinh tạng nói về lưu, đây là chúng ta nói đến tứ. Ở trong kinh tạng nói đến phược, trong gọi là yoga, là tứ ấy. Nhưng mà ở đây là chattaro yoga, nhưng mà cái chữ yoga ở đây chứ không có dịch là ắt phược như trong bản kinh, bởi vì chữ phược nó có cái chữ gành thá, tức là cái sự gì trói buộc. Cho nên ở đây chữ yoga nó từ cái động, cái ngữ căn gọi là yucha. Yucha có nghĩa là phối hợp. Và chúng ta gặp rất nhiều trường hợp như samyutta, quyết và yucha, tương ưng bất tương ưng, samyoga tương ưng bất tương ưng. Thì như vậy chữ yoga không đó thì nó có nghĩa là cái sự phối hợp. Hay là thì khi mà học phân biệt giữa cái gọi là
kết phước ganh thác và trì sanh vô chánh ác. Cái phát triển, 10 cái phát triển chỉ là cái sự ràng buộc thôi. Còn khi nói đến phước ganh thác thì có nghĩa là cột trói. Còn chữ vô gá thì nó có nghĩa là cái sự kết nối. Thí dụ như người ta cột mũi con trâu vào một cái gốc cây, người ta cột con trâu vào một gốc cây thì nó vẫn đi qua đi lại để nó ăn cỏ, nhưng mà bị vướng cái gió, nó không có đi xa hơn nữa, nó không có đi xuống cái đám ruộng lúa để nó ăn. Như vậy cái đó truyền gọi là sanh vô. Khi mà người ta đông, người ta muốn biết châu, người ta sẽ thịt thì người ta trói hai cái chân trước, hai chân sau lại. Thì như vậy đó được gọi là ganh thác, là phược. Còn khi mà người ta đem con trâu xuống đồng để cày, thì trong cái giờ làm việc đó, người ta đem một cái ách, người ta máng trên cổ của con trâu, người ta cột từ cái bên trái của vòng xuống cái cổ của nó phía bên phải. Như vậy để nó hay kéo cho bừa cái trục. Thì như vậy cái này gọi là du gác, gác hay gọi là cái ách, gọi là phóng. Hình ảnh của con trâu mà chúng ta thấy dụ ba trường hợp: cột trâu, trói trâu và bắt ách trâu, nó khác nhau. Ba cái đó khác nhau. Cho nên lúc đầu chúng ta cứ nghĩa vực. Cho nên học thắng pháp nó có cái điểm rất lý thú. Nhưng mà dù sao thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta học nhiều pháp đến cái chương mà tương tập thì chúng ta sẽ thấy có cái nhịp cầu nối giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Những gì ở trong kinh tạng nói đến thì trong thắng pháp cũng đề cập lại với cái sự nhận xét và điềm chỉ rõ hơn. Giống như dược sĩ với bác sĩ thì không thể nào mà gọi là không có liên quan nhau được. Bác sĩ thì chẩn đoán bệnh của bệnh nhân và kê toa thuốc. Dược sĩ là ấy mới bào chế thuốc ra để cho bệnh nhân uống. Bên Tây y thì có dược sĩ là bào chế thuốc viên, nhưng mà bên Đông y thì cái vị lương y thì sau khi bắt mạch, định bệnh và kê toa thì cái người y sĩ họ sẽ coi theo cái toa đó mà họ bốc thuốc, họ lấy từng ngăn
sau khi mà họ cân lường, họ cho gối lại thành một thang thuốc đem về sắc cho bệnh nhân uống, thì như vậy đó được gọi là cái sự liên quan giữa thầy thuốc và người bốc thuốc, cũng như giữa bác sĩ và dược sĩ gì đó. Vì dược pháp với tận kinh của vậy thôi. Cho nên học cái điều này chúng ta cũng thấy có cái sự liên quan. Rồi chúng ta nói thêm một vấn đề khác, tức là trích cái câu nói của một nhà học giả nghiên cứu về Phật học và tiến sĩ Ray David, và nói Abhidhamma nói đến những gì trong thân ta, chung quanh ta và những gì ta muốn đạt đến. Ở trong tán pháp, ví dụ pháp đó, không phải là không có liên hệ thực dụng trong đời sống hàng ngày đâu. Nhưng mà ở đây trái lại, chúng ta thấy rõ khi mà chúng ta cảm pháp, chúng ta biết rõ ràng về quẩn xứ giới đế là những lĩnh vực thiết yếu cho người tu tập thiện quán. Và chính thân pháp là phân tích rõ ràng về xứ, về giới, về đế, về danh, về sắc. Cho nên khi một người mà học thắng pháp, khi mà họ áp dụng để hành thiền quán, thì họ sẽ có chánh niệm bén nhạy và có cái trí phân tích rất là bén nhạy, vì họ biết rõ. Còn như một người chưa có học thắng pháp đó, nếu như mà người đó không phải là một vị Bồ Tát kiếp chót, một người có cái thân tối hậu để chứng đạo quả đó, thì người này khi thực hành, họ chỉ thực hành lướt qua thôi thưa quý vị, lướt qua thôi. Vì sao vậy? Thí dụ bây giờ họ niệm về hơi thở, họ chỉ biết là hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết hơi thở vô thôi. Nhưng mà họ không thể có cái trí tuệ để phân tích được trong cái hơi thở ra, hơi thở vô đó, nó có cả danh sắc. Và cái danh sắc mà được mệnh danh là hơi thở ra, hơi thở vô, danh sắc nó vốn là vô thường, bởi vì nó có cái sự sanh diệt liên tục, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy những gì mà chúng ta học trong vi diệu pháp, chúng ta ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta mới học ban đầu là chúng ta đã áp dụng trong đời sống hàng ngày được, chưa đâu thưa quý vị. Chúng ta phải học thật nhiều, lão luyện và thông suốt về vi diệu pháp đó, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể uyển chuyển được. Cũng như một người đi học võ, nếu như người đó bị người khác ăn hiếp, thì lên gặp thầy vị hòa thượng Thiếu Lâm, vị hòa thượng chỉ dạy cho một vài chiêu để đánh đỡ khi mà bị ăn hiếp thôi. Nhưng mà nếu người ta tấn
nếu mà người ta tấn công nữa thì người này họ không biết đường, bên họ chỉ được hướng dẫn đến chừng đó. Giống như khi mà chỉ học qua tạng kinh vậy đó. Còn khi mà chúng ta, một người đó được ông thầy huấn luyện có căn bản, trước hết là tập cho người ta nhận thức về tinh thần, võ học, rồi sau đó luyện về cái sức khỏe, về cái nội công thâm hậu. Khi mà luyện nội công thâm hậu rồi mới bắt đầu chỉ cho những cái chiêu thức. Mỗi một chiêu thức đưa ra nó đều có tên gọi như thế nào, như thế nào. Ông thầy chỉ cần nhắc cái tên của cái chiêu thức đó thì anh ta biết để mà anh ta ngã bên đây, ngã bên kia, hay là anh ta tấn công hoặc là anh ta thủ. Anh ta biết. Vì sao vậy? Vì được hướng dẫn căn bản ngay từ đầu. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta học vi dược pháp đó, thì chúng ta lưu ý là chúng ta học để ứng dụng vi dược pháp trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta ráng học để thành tựu được cái trí tuệ nhận thức thông suốt thì chúng ta có thể ứng dụng được. Tất nhiên cái này nói để cho quý vị biết là trong đây mình ứng dụng vi dược pháp như thế nào trong cuộc sống, chứ không phải nói để quý vị bỏ, quý vị không học. Những cái con số khi mà chúng ta nói đến bốn tứ lậu, tứ bộc, tứ phối, tứ phược, vân vân, rồi chúng ta học về những con số bao nhiêu tâm sở bất thiện, bao nhiêu tâm sở tình hảo, vân vân, những con số đó không phải chúng ta học để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Mà khi chúng ta đã học được những con số đó rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhuần nhuyễn rồi, thì khi mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống, chúng ta khỏi cần phải dùng áp dụng những con số, mà chúng ta chỉ cần nhớ những cái pháp có đặc tính như thế nào vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta học về vi diệu pháp đó, nếu mà chúng ta biết cách học và chúng ta thành tựu được cái việc học thì sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng vi diệu pháp trong cuộc sống chúng ta. Trong cái chương mà toát ý tương tập này, nó có một phần thứ ba, tức là Potipakhiya Sangaha, tức là toát yếu về giác phần, tức là những cái đề pháp đưa đến cái sự giác ngộ, rồi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất thiết chi, bát chánh đạo. Những cái pháp đó, 37 bộ điện phần đó, nó rất căn bản trong cái việc tu tập của chúng ta. Nhưng mà khi cái người mà chưa có học vi diệu pháp á, họ đọc ở trong kinh tạng, họ nghe nói 37 bộ điện phần, họ biết là biết như vậy, nói ra nói suông như vậy, cứ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, chứ tứ như ý túc, nhưng mà gọi là để phân tích chi pháp thì họ phân tích không ra, họ không có thể nhận ra được. Và cái phần toát yếu thứ ba này, nó là ứng dụng thực tế trong cái việc tu tập của chúng ta.
Cho nên hôm nay trong cái bài học tổng quan thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ với quý vị về những điều mà chúng ta sẽ sắp học tới. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại để điều hợp cho cái chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính kính thưa tổ sư. Bạch thưa tổ sư, thưa tổ quan hỷ giải thích thêm là tại sao mà có những pháp rất là phổ thông trong kinh tạng, và ngay cả một pháp mà ở trong thắng pháp cũng đề cập đến như thập địa nhân duyên mà lại không có liệt kê ở trong cái phần tương lập này. Mặc dù ở đây chúng ta có nói về tứ thánh đế, nhưng mà tại sao không nói về thập địa nhân duyên? Hay là cũng có thể phần tử nói rằng ở đây có rất nhiều pháp được đề cập đến, ví dụ như chúng ta nói về tứ chánh cần, về ngũ căn, ngũ lực, thất các chi, nhưng mà sao ba la mật lại không đề cập đến? Thì xin Thượng Tọa quan hỷ cho một lời giải thích. Kính thỉnh Thượng Tọa. Xin Thượng Tọa, dạ xin cảm ơn Thượng Tọa. Ở đây trong cái câu hỏi thảo luận một, tại sao có những đề tài rất là phổ thông một trong kinh tạng như là thập nhị duyên khởi hay là mười ba la mật không được đề cập đến? Trong một phần tương tập không được nêu. Thưa quý vị, chúng ta nhìn vào cái nội dung của thập nhị nhân duyên hay là nhìn vào nội dung của mười pháp ba la mật đó, thì chúng ta sẽ thấy là những cái đề tài này được nêu ra đó, thì không có tìm lấy cái chi pháp một cách chính xác được, bởi vì đó là cái, đó là một cái pháp rộng rộng lớn sẽ nói ở khía cạnh khác. Thí dụ một đề tài rất là phổ thông mà thập nhị nhân duyên đó, tại sao không nói trong tương tập? Vì ở đây như đã trình bày đầu lại lấy những cái pháp mà nó có điểm tương đồng với nhau về tính chất để nêu ra. Thì vì ở trong cái thập nhị nhân duyên đó, thưa quý vị, chúng ta khó xác định được. Chẳng hạn như nói vô minh, thì riêng về cái chi phần vô minh đã được nói đến ở trong tương tập về bất thiện, nhưng mà nói đến hành
Thì hành ở đây đó là nó thuộc tư tâm sở, mà nó nếu là phi phúc hành đó, là tư tâm sở bất thiện, phúc hành bất động hành là tư tâm sở thiện hiệp thế. Thì bây giờ một cái tâm sở tư mà nó có hai ba cái tính chất như vậy thì không thể nào mà chúng ta đem liệt kê trong cái phần tương tập được. Cũng như khi mà nói đến thức, hành duy cho thức, thức ở đây chỉ lấy thức quẩn quả hiệp thế, chứ đâu phải lấy toàn bộ 121 tâm, cho nên không có đem vào liệt kê được. Thức duy nhân sắc thì chi pháp nó lại nhiều hơn nữa. Thì như vậy ở đây đó, cái cách mà liệt kê những pháp được gọi là samuchaya là những pháp đó nó phải có cái chi pháp đặc biệt, riêng lẻ, độc lập mới liệt kê. Còn những chi pháp nó chung chung như vậy thì không có liệt kê được. Cũng như khi chúng ta nói thập độ, bây giờ nói đến cái pháp môn tu tập của một vị Bồ Tát, chúng ta nói bố thí, chúng ta không thể liệt kê cái chi pháp của pháp bố thí là cái gì. Không lẽ chúng ta chỉ nói đến một cái tâm sở là alopha, là vô tham, như vậy thì nó chưa đủ ý nghĩa để nói lên cái bố thí ba la mật. Bởi vì khi nói đến bố thí ba la mật, ngoài cái khuynh hướng vô tham alopha acchasaya, vì Bồ Tát còn có phải có trí tuệ nữa, và phải có cái atithana, tức là phải có chí nguyện. Thì như vậy ở trong một cái pháp ba la mật thôi, một cái bố thí ba la mật thôi, chúng ta thấy nó có nhiều khía cạnh, có nhiều điều kiện để thành tựu được cái bố thí ba la mật, cho nên không thể nào mà liệt kê nó 10 pháp ba la mật nó trở thành cái đề pháp tương tập được. Cái chuyện đó cũng rất là dễ hiểu, nhưng không có nghĩa là không được nói đến ở đây, là hoàn toàn không nói đến ở trong chỗ khác, mà thí dụ như bây giờ chúng ta sẽ có, nếu mà chúng ta có duyên đó thì chúng ta học đến cái chương thứ 8 của Avatamsaka, chúng ta sẽ học rõ về thập nhị nhân duyên, tức là phần duyên khởi hay duyên sinh, hay là y tương sinh và tích chế samuppada. Thì như vậy chúng ta dành ra nửa chương thứ 8 để chúng ta bàn về cái vấn đề duyên duyên sinh, nó liên quan đến duyên hệ. Còn ở đây chúng ta chỉ liệt kê những cái pháp nào mà nó có chi pháp rõ rệt vậy thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu thảo luận số 1. Và bây giờ xin tỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Kính thưa thầy Tô Thủy Siêu, tới cái bài học này đó, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều đề tài của kinh tạng và thắng pháp tạng trùng lập với nhau. Ở đây chúng ta nói về quẩn xứ giới đế chẳng hạn, kinh tạng cũng nói về quẩn xứ đế, thắng pháp tạng nói quẩn xứ đế. Nhưng mà hai cái đề cập có giống nhau hoàn toàn không, và có khác nhau không, và nếu giống thì giống thế nào, mà nếu khác thế nào, thì ta có thể cho một vài cái giải thích về điểm này không? Kính cùng thỉnh thưa tòa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu như phân tích cái sự khác biệt, cái sự giống và sự khác nhau giữa những cái đề tài như quẩn xứ giới đế, tất chấp chi bất chánh đạo, mà theo kinh tạng của thắng pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có dịp để chúng ta phân tích trong những bài học sắp tới khi chúng ta học nghe qua đó. Chứ còn bây giờ nói ra thì các Phật tử chúng ta sẽ không có nhận ra được, vì những cái bài này chúng ta chưa học tới. Như ngũ quẩn chúng ta chưa học, tư đế chúng ta chưa học, tất chất chi chưa học, chưa học ở trong cái chương này, thì chúng ta không cần phải nói. Nhưng mà ở đây cũng báo cho các vị biết rằng là ở trong cái bộ Vi Phạm Giác, bộ phân tích, tức là bộ thứ hai của tạng thắng pháp, tạng diệu pháp, thì trong đó khi mỗi một đề tài đưa lên như là quẩn xứ giới đế, quyền hay là duyên sinh, Pachyayakara hay là giác chi, bốn chẳng gác, vân vân, thì ở trong đó mỗi một cái đề tài như vậy đó là nói theo hai phần, xuất tăng tấp pha chân đi giác, xuất tấp pha chân đi giác, phân tích theo tạng kinh và Abhidhamma pha chân đi giác, tức là phân tích theo thắng pháp. Đọc vào trong đó, đó chúng ta sẽ thấy trong thắng pháp đều có chi tiết nhiều hơn sắc nét hơn còn ở tạng kinh thì chỉ nêu tổng quát theo một cái khía cạnh đó thôi. Đó là cái điểm khác biệt. Bây giờ nếu mà nói ra đó thưa quý vị, là quý vị chưa được những lần ngũ quẩn mà nó pháp như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể đem so sánh với kinh tạng để chúng ta nắm được. Cho nên chúng ta hẹn gặp lại quý vị ở trong cái dịp khác để phân tích, thì chỉ báo cho quý vị biết là có sự khác nhau, chỉ vậy thôi. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thú kinh trần 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 s
có một người Phật tử người Hòa Lan, đó là bà Nida Qua Không. Bà đã viết một quyển sách là Abhidhamma in Daily Life, là thắng pháp ở trong đời sống hàng ngày. Thì quyển sách đó thật sự nó có sức thu hút rất lớn. Đối với nhiều người họ cảm thấy thú khi mà thấy được rằng đem cái kiến thức của thắng pháp áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà khi chúng ta học thắng pháp thì chúng ta thấy rằng thắng pháp là cái gì rất là vi tế lắm. Và hôm nay thì khi chúng ta đi qua cái chương gọi là tương tập đó, thì chúng ta bắt gặp thắng pháp lại được trình bày liên hệ đến những đề tài. Và đề tài đó, ví dụ nói về tứ bậc, tứ thủ, hay là nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, hay là nói về tứ thánh đế chẳng hạn, thì người ta cảm nhận một điều rằng những đề tài này á, là những đề tài vốn có thể được tìm thấy, được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thì bà thiêu tỏa từ xíu, thì tôi quan nghĩ cho một vài cái thí dụ cụ thể là ở cái mức độ nào mà chúng ta có thể áp dụng thắng pháp trong đời sống hàng ngày, hay là ở mức độ nào mà chúng ta nghe có nhiều khi nói nó hơi quá. Tại vì có nhiều vị họ nói rằng mình có thể biết thắng pháp trong từng, mình có thể biết cuộc sống trong từng sát na, mình có đọc từng từng sát na không, hay là mình nói về pháp thì mình nói từng tâm sở, thì mình nói như vậy nó có hợp lý không? Thì xin thưa tòa chia sẻ một vài cái suy tư của thưa tòa về về điểm này, kính cung kính thưa tòa. Tùy theo cái mức độ của mỗi một người hiểu thắng pháp tới đâu và họ có cái khuynh hướng tu tập như thế nào. Có người nặng về đức tin đó, họ sẽ ứng dụng thắng pháp ở trong cuộc sống nó khác. Người nặng về cái tinh tấn thì họ có khuynh hướng khác. Một người nặng về trí tuệ, họ sẽ có cái khuynh hướng trong, họ sẽ áp dụng thắng pháp trong cái cuộc sống nó khác. Chúng ta không thể nói rằng tất cả 100 người đó đều phải ứng dụng thắng pháp theo trong cái cuộc sống theo một kiểu một. Chúng ta không thể. Bởi vì với cái khía cạnh đó, người có trí tuệ họ sẽ nhận định khác, mà người họ thiên nặng về cái đức tin họ sẽ nhận định khác, còn mà thiên về cái tinh tấn họ sẽ nhận định khác. Ở đây chúng ta chỉ nói đến một cách đại loại, thí dụ như trường hợp một người Phật tử đi đến chùa, một người Phật tử đi làm phước. Họ có cái tâm hoan hỷ và họ hãnh diện, bởi vì họ là một vị thí chủ bỏ nhiều tiền bạc ra để tổ chức cái cuộc lễ ngày hôm nay. Nếu như người Phật tử đó là một người rành rẽ về thắng pháp, người đó sẽ biết rõ là trong lúc đang hoan hỷ như thế này, trường hợp nào là tâm thiện sinh khởi và trường hợp nào tâm bất thiện, họ sẽ nhận thức. Khi một người làm phước mà họ thấy rằng họ nhận hiểu rằng nó lóe lên trong tư tưởng một cái sự
ham danh, thì người Phật tử đó, người thí chủ đó, họ sẽ nhận biết rằng trong trường hợp này, đây không phải là một cái trạng thái tâm thiện. Đây không phải là một trạng thái tâm thiện. Họ biết rõ gì? Hay là trong lúc họ đang làm phước mà có cái chuyện gì khiến cho họ khởi sự bực mình, họ làm thì làm, để thì họ vẫn áp dụng, nhưng mà cái tâm của họ đang có sự bực bội. Thì nếu gặp người học thắng pháp á, thì biết rõ khi ta đang làm phước mà bạn tâm bực bội như thế này đó, thì cái động lực diễn ra không phải là tâm thiện. Họ sẽ nhận thức được điểm đó để họ có thể chỉnh sửa lại, vâng vâng. Hoặc là có người họ giữ giới, gặp những cái chuyện khi người khác hỏi họ có biết hay không biết. Bây giờ một người họ không có hiểu gì về vi diệu pháp thì họ sẽ nghĩ rằng nếu mà nói dối để che chở cho người khác, như vậy cái sự nói dối đó là không có tội. Hay là nói dối mà không có hại ai thì mình nói dối được, vân vân. Nhưng mà đối với người học thắng pháp thì không. Cái chuyện nào ra chuyện đó, hãy giữ giới mà cái tâm biết là sai sự thật mà vẫn cố tình nói sai sự thật thì gọi là nói dối. Người này biết rõ là trường hợp này là ta phá vỡ cái giới của ta. Cho nên một người học vi diệu pháp, thưa quý vị, nó có cái điểm hay là họ sẽ nhận thức ra những cái sự việc nên làm và không nên làm. Họ sẽ nhận diện được cái nào thuộc về thiện pháp và cái nào nó thuộc bất thiện pháp, họ sẽ nhận diện ra được. Và khi họ đã nhận diện ra được thì tự nhiên là họ sẽ có một cái tu tập khéo tác ý như thế nào để mà cho tâm thiện nó phát triển. Học đó thì nó dễ lắm. Chúng ta học ứng dụng cuộc sống của chúng ta, học vi diệu pháp ứng dụng trong cuộc sống, những trường hợp đó đó là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điểm liên quan đến câu hỏi thảo luận mà thượng tọa đã vừa nêu năm vừa thay. Sa thú kính thưa thượng tọa thiếu sư, bạch thượng tọa thiếu sư, có một lần một người hỏi ngài Pandita, ngài là truyền nhân của ngài Mahasi đó, mình học vi diệu pháp đó, mình có nhờ cái kiến thức vi diệu pháp mình hành thiền được không? Thì ngài Pandita ngài trả lời rằng học vi diệu pháp đó, biết nhưng mà chưa đủ để hành thiền. Hành thiền là phải được hướng dẫn về pháp hành riêng được. Nhưng mà ngài nói rằng, nói như vậy không có nghĩa là vi diệu pháp không có lợi cho người học. Và vi diệu pháp giúp chúng ta tránh được những cái sai lầm căn bản. Mặc dù học vi diệu pháp thì không đủ để chúng ta hành thiền đó, nhưng mà giúp chúng ta những sai lầm căn bản. Thiền tỏ có đồng tình với câu nói này của ngài không? Và thiền tỏ có thể cho thêm một vài cái giải thích cụ thể là thí dụ như trong đời sống hàng ngày tu tập, vi diệu pháp giúp chúng ta tránh được những sai lầm căn bản gì? Kính cung thỉnh thiền tỏ.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, lời nói của ngài Upadeta thì vì có nhiều kinh nghiệm tu tập lại đa văn thì tất nhiên ngài của ngài và đúng đúng là như vậy. Như chúng tôi đã nói với quý vị là chúng ta học vì phương như mà chúng ta em áp dụng những cái lời, những cái lời lẽ, những cái lý luận, những con số thì chúng ta không thể nào chúng ta tu tập được. Bởi vì khi tu tập á, đó là cái sự phản ứng tự nhiên của tâm lý. Và gặp những cái tình huống mà tâm nó diễn biến như thế nào thì lúc đó trí tuệ nó sinh khởi can thiệp để nhận thức đúng hoặc sai. Cái này là do cái kinh nghiệm, do cái sự trải nghiệm của bản thân. Muốn được cái sự trải nghiệm của bản thân đó là phải dựa vào cái nội công. Chúng ta nói cái nội công thâm hậu, tức là người này đã thuần thục ở trong cái ý nghĩa của thắng pháp. Còn khi mà chúng ta học mà chúng ta chỉ tiếp thu qua cái văn tự hay bài vở, những cái điều pháp, những cái chi pháp, những con số, chúng ta chỉ tiếp thu và thuộc lòng như vậy thì chúng ta không thể ứng dụng được. Chúng tôi có nhớ một vài trường hợp. Những người thợ mộc khi mà họ làm việc đó, có những ông thợ lành nghề và lâu năm lão luyện thì ông ta làm món đồ thật là sắc sảo, khéo léo, nó vững chắc. Học lý thuyết thì hồi mới thì ông thầy đều dạy cho cái cách đục lỗ mụn như thế nào và cắt má mụn như thế nào, ráp vô như thế nào, bên phải bên trái vân vân. Học lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi đục lỗ mụn đó, một người thợ mà kinh nghiệm thì họ sẽ đặt cái lưỡi đục đứng thẳng góc 90 độ do cái mắt nhìn của họ, và khi mà họ cầm cái dù đục họ đánh xuống thì cái tay mà cầm cái lưỡi đục nó không được rung hay được ngã bên đây bên kia. Nếu mà cái tay cứ lắc qua đây lắc bên kia sau khi đục xong cái lỗ mộng thì khi mà ráp vào thì nó sẽ bị nghiêng. Mấy cái này không ai dạy thưa quý vị, ông thầy không có dạy được, do cái người khéo tay thôi, do cái người khéo tay, nghĩa là họ kinh nghiệm bản thân. Đó là một cái nghề. Thứ hai là trong cái, như chúng tôi được biết, trong cái nghề hội họa, mặc dù trên nguyên tắc học về hội họa thì cảnh xa vẽ trước, cảnh gần
thì vẽ sao? Nói là nói như vậy, nhưng mà nếu như một người lúc ban đầu họ vẽ đó, thì khi mà nhìn vào chúng ta thấy những cái mảng nào nó chồng lên nhau, chứ nó không thành một cái cảnh xa xa có những rặng núi hay là cánh rừng với những dòng thác trắng dần mới đi đến thành những cái con suối vân vân. Họ không thể vẽ được cái giữa. Tại vì là tại vì người này họ chỉ biết cầm cái cọ chấm sơn sơn màu và quẹt lên thôi, nhưng mà họ không có được một cái tư tưởng sống động để họ tạo nên cái cảnh sống động. Cái này phải trải nghiệm. Cũng như khi mà chúng ta học thắng pháp quý vị, học thắng pháp chúng ta học bài xong đó, chúng ta bước ra đi đến chỗ cái phòng hành thiền, chúng ta ngồi thiền chưa được đâu thưa quý vị, chúng ta chưa được đâu. Là tại vì trên phương diện lý thuyết thì chúng ta học thuộc bài đó, nhưng mà về cái kinh nghiệm để đối phó với cái tâm hôn trầm, tâm phóng dật ở trong lúc hành thiền, hay là kinh nghiệm để bắt nhịp cho chánh niệm dán tâm trên đề mục, phải nói cái chuyện này là phải do cái sự trải nghiệm mà ra, hoặc là được một cái vị thầy là vị kinh nghiệm trong cái việc tu tập thiền, vị đó hướng dẫn thì mới có thể thành công được. Tất nhiên khi mà đã chánh niệm với cái đề mục đó rồi, nhưng mà bây giờ trong một cái trạng thái hôn trầm, lúc mơ mơ màng màng đó, lúc đó bất chợt một cái cảnh cũ nó trạng lại, người đã thấy. Nếu như có học vi diệu pháp đó, thì chúng ta nên biết đó là bị cái tình trạng gọi là cái lộn chim bao. Nhưng mà một người không có kinh nghiệm với diệu pháp đó, người này tưởng rằng trong lúc mình hành thiền, mình chánh niệm mạnh, chánh định mạnh, rồi mình thấy được cái cảnh giới này, cảnh giới kia, thấy được cha mẹ đã quá vãng hay là ông bà, người thân đã quá vãng hiện về vân vân, họ sẽ bị nhầm lẫn cái đấy. Cho nên học diệu pháp phải xác định, nhận diện xác thực lắm. Cho nên những cái vấn đề này đó là những cái vấn đề mà chúng ta học thắng pháp nó không đủ, chỉ học lý thuyết không đủ đi thực hành thiền định ở trong cái thiền viện. Nhưng mà chính cái kiến thức thánh pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những sai lầm căn bản, là chúng ta không có sự ngộ nhận. Mình ngồi mình gục lên gục xuống đó, thì có người họ nhầm tưởng, họ ngộ nhận rằng cái đó là cái trạng thái bi tí, là hỷ lạc. Cái đó là cái sai lầm mà một người học về pháp không thể nào họ cho phép họ nhận xét cái kiểu đó được. Đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thường tôi giáo đẳng vừa nêu năm 42. Dạ thưa kính trân thưa tòa thưa siêu, mà thưa tòa thưa siêu xin được hỏi thưa tòa câu sau cùng rồi thỉnh thưa tòa đi nghỉ. Mà thưa tòa thưa siêu, trên khi mà chúng ta đi vào những cái đề tài của tương tập đó, thì
chúng ta nói đó là quy tập hay là chiếc trung. Nói cách khác là chúng ta đi từ cái tổng quát đến chi tiết hay từ chi tiết đến tổng quát. Nếu chúng ta so với những phần đầu mà chúng ta đã học vừa qua đó, và chúng ta so với kinh đạo thì xin thì tôi khoan hỉ trả lời cho cô thảo luận này rồi thỉnh thì tôi đi nghỉ. Thật ra thưa quý vị, khi mà chúng ta nhận thức về cái cách trình bày thuộc quy nạp hay chiếc trung thì vấn đề này nói để cho có nói vậy thôi, nhưng mà các Phật tử chúng ta khi mà nghe vậy chúng ta cũng không nên có cái sự quan tâm, chúng ta không cần phải để ý gì cái việc đó. Cái đó chúng ta chỉ nhận xét để nhận xét và để nói trong lúc mà giảng giải vậy thôi. Thì nói cái tổng quát như thế này tùy trường hợp. Có khi thì quy đạt, có khi chiếc trung, khi mà chúng ta đưa ra một cái đề tài để chúng ta tìm chi pháp, có lúc thì chúng ta lấy cái chi pháp đó chúng ta đi tìm những cái đề tài mà chi pháp đó có vai trò, cách nào cũng được, miễn làm sao để cho chúng ta dễ nhớ, dễ học thuộc lòng. Nếu mà chúng ta chỉ học cái đề pháp, đi tìm cái chi pháp không đó, thì mai mốt khi mà chúng ta gặp trình bày về cái chi pháp đó, chúng ta không thể nhận định được cái chi pháp đó nó đóng cái vai trò gì trong cái đề pháp này. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải có cả, chúng ta cả phải có hạt quả cả hai. Thì ở trong cách trình bày của cái chương tương tập này thì nó gồm cả hai, nó gồm cả hai. Mà tùy theo lúc mình nói quy nạp hay là chiếc trung thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 5 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính tri sư tổ sư siêu. Bây giờ để tỉnh sư huynh đi nghỉ, rồi phân câu lại thì sư đệ sẽ. Nam mô Bổn Thầy giáo. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đang khởi đầu một chương mới của giáo trình Thắng Pháp, đó là chương tương tập. Và hôm nay chúng ta học về phần tổng quát, tức là nói chung để quý vị có cái khái niệm tổng quát là chương này nói về điều gì. Mà thật ra thì điều quan trọng của chương này đó là cho chúng ta thấy rõ những gì mà chúng ta đã học trước đây, như là tâm, các thuộc tánh hay là tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Chúng ta học như là từng pháp riêng biệt, rồi chúng ta học có vẻ như là rời rạc. Nhưng mà tới sang phần này thì chúng ta mới thấy được là tất cả những cái pháp đó đều là pháp bản thể của những đề tài, mà những đề tài này đã được nói nhiều đến trong kinh tạng và đặc biệt rất là quen thuộc. Chúng ta cũng nhận ra một số những cái vai trò, những cái vị thế của các pháp
ở trong cái cách rất đặc biệt. Thí dụ như là tâm sở tham hay thuộc tánh tham. Nếu thuộc tánh tham đó mà được định nghĩa ở trong phần đầu thì chúng ta thấy tham chỉ đơn giản là sự ham muốn. Nhưng mà trong phần tương tập này, tham có thể là một pháp thủ, như là dục thủ. Si là một thuộc tánh, nhưng mà si ở đây có vai trò là vô minh. Rồi có những cái thuộc tánh khác như là nhất tâm ekakata hay là nhất hành, thì ở đây thưa quý vị lại đóng vai trò của định. Định ở trong thất giác chi, định ở trong ngũ ngũ căn ngũ lực, và chánh định ở trong bát chánh đạo. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được câu nói tại sao mà nói là Abhidhamma Saphawa Gaviro, là thắng pháp, là đặc biệt thù thắng về pháp bản thể. Và pháp bản thể tức là nêu lên chi pháp. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ ở với Ngài Tịnh Sự đó, Ngài hay biểu học trò làm một việc mà đa phần là những người nào mà biết quen thuộc thì rất là hoan hỷ, mà người nào không quen thuộc thì rất là mắc cỡ, là bởi vì luôn luôn trong lớp học có cái bản nêu chi pháp mà chúng tôi thường gọi là biểu đồ chi pháp á, để là bản nêu chi pháp. Và Ngài hay biểu lên cầm cái cây giống như là cái roi vậy đó, dạ, một cây để chỉ coi cái chi pháp đó là cái gì, nói cái đó là cái gì. Ví dụ như mình nói rằng tập đế là gì, tập đế tức là ái dục, lên chỉ coi chỉ chi pháp chỗ nào, thì phải lên cầm cái cây đó chỉ đúng ngay cái chỗ cái tâm sở tham, mà chỉ không đúng là vị rầy. Có những đề tài phổ thông thì dễ, có những đề tài thì khó lắm. Nhưng mà Ngài Tịnh Sự, Ngài đặc biệt là Ngài thường ngày bắt không biết tại sao cái cách dạy Ngài Tịnh Sự lạ lắm thưa quý vị. Ngài bắt trả bài trước rồi Ngài dạy giảng sau. Hồi nhỏ chúng ta ở với Ngài đó, thật quý vị là học với Ngài 10 bữa là hết 9 bữa bị rầy. Chúng tôi không nhớ bữa nào không bị rầy. Ngài đúng thứ chuyện Ngài rầy hết. Nhưng mà Ngài lạ lắm, Ngài không có giảng bài trước rồi mới cho thi. Không, Ngài lên Ngài hỏi xong cái Ngài biểu làm rồi xong rồi Ngài la một hồi rồi bắt đầu Ngài mới chỉ. Nhưng mà một điểm như vậy là lâu ngày đó, những người học trò anh em huynh đệ chúng tôi hay nói về cái chi pháp. Dạ, chi pháp, pháp này là chi pháp này, pháp này chi pháp kia. Cái việc mà nói về chi pháp á, thành ra nó tạo nên một cái đặc điểm mà chúng ta tạm nói theo cách nói ngoài đời gọi là rách rồi. Rách rồi tức là đâu ra đó. Dạ, đâu ra đó. Cái pháp này nó không thể lẫn lộn với pháp kia. Ở trong kinh tạng và trong cách giảng Phật pháp thường á, thì thưa quý vị, thông thường chúng ta giảng nó mang mang, nó mênh mông, và cái này nó chồng lẫn qua cái khác. Dạ, chúng ta giảng nó chồng lẫn qua khác. Nhưng mà thắng pháp thì không được làm như vậy. Dạ, thắng pháp không có được làm chồng lẫn. Chúng tôi tạm nói như vậy là ví dụ như chúng ta uống thuốc, đôi khi chúng ta thấy có thuốc Aleve hay là Tylenol hay là Advil thì chúng ta nói thuốc nào cũng giống nhau hết. Nhưng mà kỳ thật có những người mà họ chuyên về thuốc thì họ khuyên là người đó nên uống Tylenol, người đó không nên uống Advil, có người uống Advil không uống Tylenol, thì cái nhãn hiệu nó chưa đủ, mà người còn phải dựa trên cái thành phần, cái tánh dược của từng cái hiệu thuốc. Và do vậy cái phương cách mà trời đất của kinh tạng rất là khác với thắng pháp tạng. Thắng pháp tạng thì đòi hỏi cái chi pháp. Và trong cái chương và về tương tập này
thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội, một cái cơ hội rất là tốt ấy, để thử sục sạo, thử tìm tòi ra cái sự liên hệ giữa Thắng Pháp Tạng và Kinh Tạng như thế nào. Chúng tôi cũng phải nói thêm với quý Phật tử như vậy, là có rất nhiều điều mà chúng ta mới nghe thì chúng ta giảng nó giống nhau, ở trên thực tế nó lại không giống nhau. Ví dụ như là mình nói về tứ niệm xứ, tứ niệm xứ chi pháp nó là sở hữu niệm hay là thuộc tánh niệm. Rồi niệm, tứ niệm xứ mà chỉ niệm ở trong niệm lực, niệm căn, ở trong ngũ căn ngũ lực thì nó là niệm ngũ căn ngũ lực, và ở trong sắc giác chi nó là niệm giác chi, và ở trong bát chánh đạo đó là chánh niệm. Tuy là một chi pháp hết, nhưng mà trong mỗi một cái đề tài đó lại đóng một cái vị thế khác nhau. Lấy ví dụ, niệm mà trong niệm giác chi đó, nó là cái nền tảng cho trạch pháp giác chi. Tức là do cái khả năng tỉnh táo thì chúng ta mới dẫn đến một cái kết quả đương nhiên là có khả năng phân biệt. Nếu mà chúng ta không có khả năng tỉnh táo ghi nhận thì không những cái khả năng phân biệt. Thành ra cái vai trò của niệm ở trong giác chi đó, nó lại đưa cho chúng ta một cái phạm trù khác, một cái nội dung khác hơn là trong tứ niệm xứ. Còn ở trong cái niệm mà trong ngũ lực á, tính tấn niệm định huệ á, thì cái niệm niệm lực đó, nó lại là một cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó có khả năng áp đảo các cái pháp khác. Thật ra khi mà nếu một người mà không có quen đó, thì họ giảng về tứ niệm xứ, giảng về niệm lực, giảng về niệm giác chi, giảng về chánh niệm á, giảng nghe giống giống nhau. Nhưng mà kỳ thật, ở mỗi một cái đề tài đó, niệm á, nó lại mang một cái được trình bày, được hiểu, một vai trò, một cái vị thế khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là, cũng là ông A. Ông A nhưng mà ông trong cái vai trò làm ông đối với cháu. Cũng ông A mà vai trò là cha đối với con. Ông A trong cái vai trò mà chồng đối với vợ. Ông A có vai trò là người sếp trong công sở đối với nhân viên làm việc. Thì cũng ông A hết, và quý vị đó cũng A. Nhưng mà mình phải hỏi rằng, ông A khi mà gọi, khi mà ở trong cái vai trò đó thì ông làm gì? Thì nó khác biệt à? Vậy là khác biệt. Khi ông làm sếp trong sở khác, làm cha ở nhà khác, bây giờ của ông A thôi. Thành ra hồi nãy nếu quý vị để ý, chúng tôi có hỏi Thiền Tòa Từ Siêu là trong cái cách nói về tương tập đó, là quy nạp hay chiết trung? Thì nếu quý vị để ý, Thiền Tòa Từ Siêu không có trả lời là quy nạp hay chiết trung, mà chuyện tương tập sự đó là tùy. Có lúc tôi quy nạp, có lúc tôi chiết trung. Là tại vì sao vậy? Tại vì với những đề tài này đó, nó lại cho chúng ta một cái ý nghĩa chung và ý nghĩa riêng. Và ý nghĩa chung nó cũng cần, và ý nghĩa riêng nó cũng cần. Cái nào cũng cần hết. Và đừng bao giờ nghĩ rằng nó chỉ có cái ý nghĩa đó thôi. Dạ. Tại vì khi mà nói pochanga đó, tức là những cái thành tố để tạo nên tuệ giác, thì bảy cái thành tố đó là sự tỉnh táo dẫn đến khả năng phân biệt, rồi khả năng phân biệt nó dẫn đến cái sự tinh tần cần. Và ban đầu mình chưa phân biệt á, thì mình không có siêng năng. Khi mình đã phân biệt đúng sai phải quấy rồi thì mình tinh tấn. Thì cái tinh tấn nó dẫn đến một cái sự thoải mái, là không có làm việc trả nợ quỷ thần nữa, mà nó cái sự thoải mái đó, hân hoan đó, chúng ta gọi là hỷ giác chi. Hỷ giác chi rồi dẫn đến khinh an giác chi, rồi dẫn đến định giác chi, rồi xả giác chi. Mặc dù vậy mà tất cả mọi cả bảy điều này nó đều là bảy chi phần hết. Thật ra khi nó niệm mà ở trong giác chi đó, nó lại có một cái vị thế khác, một vai trò khác mà chúng ta phải hiểu, chứ không có đơn giản như là chúng ta hiểu niệm là niệm căn, hay niệm là niệm lực, hay là niệm trong tứ niệm xứ, hay là niệm trong chánh niệm của cái đạo. Rất cần lắm để chúng ta học cái chương về tương tập này. Thật ra mà nói đó thì lúc Thượng Tọa Từ Siêu giảng, Thượng Tọa Từ Siêu biên soạn bài thì Thượng Tọa chỉ đi trực tiếp vào phần tương tập. Nhưng mà chúng tôi có gọi điện thoại và
yêu cầu thiền tọa từ siêu là chúng ta cần có một bài tổng quan. Tại sao chúng tôi đề cập đến phần tổng quan? Tại vì chúng tôi muốn quý Phật tử nhận thấy được tính cách quan trọng của chương này. Đây là một chương mà cho chúng ta hiểu rằng những gì mà chúng ta đã học ở trong Thắng Pháp nó có liên hệ đến kinh đạn, nó có liên hệ đến những cái pháp mà chúng ta gọi là để thực hành. Những cái gì mà chúng ta đề cập nó tại đây đó, nó liên hệ đến cái sự nhận thức của chúng ta về Phật Pháp, về Phật học. Mà sự nhận thức đó ở trong một cái phương cách khác với kinh đạn. Thì thưa quý vị, chúng tôi rất là sợ một điểm khi mà người học đó thể gặp cái chữ nào mà thấy nó có ý nghĩa giống giống vậy thì mình quơ đũa cái nắm nó giống nhau. Thật ra không có giống nhau đâu. Dạ, nó không giống nhau. Nó có sự khác biệt rất là lớn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là quý Phật tử nấu ăn thì đôi khi chúng ta không có rành nấu ăn thì chúng ta có thể nói chung chung là rau củ quả hay là đồ lưỡi kim hay là thịt cá hay là mễ cốc vân vân. Nhưng mà khi một người mà có cái sự tinh tế, có cái sự chuyên môn hơn thì họ thấy rằng ở trong những thứ đó mặc dù nó cùng một loại đó nhưng mà nó lại thích hợp với cái này, nó không thích hợp cái kia, nó thích hợp cái kia không thích hợp với cái nọ, chứ không phải là đã rau củ quả cái nào cũng bỏ vô mình làm một nồi sao bần được. Không phải vậy, nó có những cái nó không đi chung được, có những cái nó đi chung được. Bởi vì thí dụ như chúng ta nấu một nồi canh chua, không phải là thứ gì mình bỏ vào trong đó được, không phải là rau cải gì cũng bỏ vô được, mà chúng ta không thấy ai nấu canh chua bỏ cauliflower vô, bởi vì bỏ vô ăn cũng không có chết, mà người ta bỏ theo cái cách mà nó đúng cái điều của nó, cái món ăn nó phải như vậy, thì chúng ta nên hiểu. Do vậy, một cái đặc điểm của Thắng Pháp á, là sự rạch ròi. Rạch ròi ở đây là rõ ràng. Đâu ra đó, mình nói cái gì thì ra cái đó. Chứ không có nói cái này mà nó lan man qua cái kia. Nói cái này mà nó dẫm đạp lên cái kia. Thì Thắng Pháp không có nói như vậy. Chúng tôi cũng muốn lưu ý quý vị một điều như vậy là ở trong phần tương tập này có những đề tài mà không được nêu ra. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà trong Thắng Pháp không nói đến. Có ba cái đề tài rất là quan trọng và rất là quan trọng mà chúng ta không tìm thấy ở tại đây. Thí dụ đề tài về nghiệp, và nghiệp là một đề tài quan trọng. Nhưng mà sau khi chúng ta học hết cái chương này rồi thì quý vị sẽ học qua phần người có nghiệp đó, thì nghiệp là một đề tài quan trọng trong Thắng Pháp. Dạ, đừng nói là nghiệp, Thắng Pháp không nói tới nghiệp. Hay là chúng ta nói về duyên khởi. Dạ, duyên khởi là một giới lý quan trọng. Quý vị đừng ngạc nhiên thấy rằng tại sao ở đây chỉ nói về tứ đế mà không nói thập vị nhân duyên. Không phải là Thắng Pháp không nói thập vị nhân duyên. Thắng Pháp có nói thập vị nhân duyên ở trong một chương khác. Dạ. Nhưng mà hồi nãy thì tòa tự siêu có nói, nhưng mà có lẽ vì cái thời lượng giới hạn thì tòa không có nói nhiều. Và dĩ nhiên tới lúc đó chúng ta sẽ hiểu tại sao thập vị nhân duyên không được đề cập đến trong phần tương tập, nhưng mà có đề cập ở trong Thắng Pháp. Dạ, nó có đề cập Thắng Pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì ở đây đó là những pháp được đề cập đến nó phải nằm ở trong cái gọi là xích sao, rạch rồi rõ ràng. Mà những đề tài như là nghiệp hay là giáo lý duyên khởi đó thì nó lại bao trùm tương đối là nhiều lĩnh vực khác, thành ra được đề cập riêng, không có được nêu ở tại đây. Và điều thứ ba đó mà chúng tôi muốn tất cả quý vị nên nhớ là trong Thắng Pháp và đặc biệt về chánh tạng đó thì không có nghĩa là một bộ phận Phật học hoàn toàn riêng biệt mà không liên hệ đến kinh tạng. Lấy hai thí dụ là vị nào mà có đọc chánh tạng mà về bộ nhân thi thiết hay là những cái khái niệm về về chúng sinh đó,
gọi là Mukkalapañjati, mà ngài thực sự gọi là nhân trí định. Thì ở trong đó chúng ta bắt gặp rất nhiều đề tài, mà những đề tài đó mà nó lấy từ trong kinh tạng ra, thí dụ như là người giống như là mưa, người giống như trái xoài, người giống như giếng nước, có nhiều đề tài mà quý vị, ủa sao Thắng Pháp lại có đề tài này? Nhưng mà lại có mà chẳng những có mà trở thành nguyên bộ luôn. Một bộ trong 7 bộ. Hay là vị nào mà đọc cái bộ Thamma Sangani đó, mà chúng ta gọi là pháp tụ á, thì có đầu đề tam, rồi đầu đề nhị, rồi có nhị đề kinh nữa. Dạ, nhị đề kinh, những cái pháp như là tri ân và báo ân, hay là tri túc và dễ đuôi vân vân, thì chúng ta sẽ tìm thấy ở trong bộ pháp tụ. Có đôi khi mình cũng hơi nó nghe được có hơi buồn cười là những vị mà họ không học về Thắng Pháp á, họ hay nói rằng Thắng Pháp là thế này, Thắng Pháp thế kia. Thật sự thì với những vị đó, chúng tôi chỉ khuyên một điều là khoan. Và trước khi nói về Thắng Pháp thì hãy học Thắng Pháp trước. Có nhiều vị đó, thưa quý vị, các vị có cái lời phê phán, các vị nói về Thắng Pháp mà các vị chưa bao giờ đi sâu vào Thắng Pháp hết. Và đó là một điều rất tiếc. Nếu mà chúng ta có học về Thắng Pháp, và đặc biệt là học vào bảy tạng Thắng Pháp, thì chúng ta thấy rằng Thắng Pháp có một cái sự bao biện rất rộng. Và trong cái tầm mà bao phủ của môn Thắng Pháp đó, thì thưa quý vị có thể nói rằng ở đó chẳng những liên quan đến kinh tạng mà liên quan đến lục tạng, chẳng những liên quan đến pháp học mà còn liên quan đến pháp hành, chẳng những liên quan đến cái mà chúng ta gọi là vĩ mô mà còn liên quan đến quy mô. Thì cái quy mô ở đây mà chúng ta nói là đây là những đề tài trong tương tập là quy mô. Nhưng mà trong cái quy mô đó, để chúng ta hiểu thì chúng ta phải hỏi chi pháp là gì. Chi pháp thuộc vĩ mô, và cả hai điều đó nó đều là cần thiết hết. Dạ, chứ nó phải, nó giống như bây giờ quý Phật tử là một người đi mua thuốc uống, hay là một dược sĩ cho thuốc, thì quý vị phải biết về cái hiệu thuốc đã đành rồi, nhưng mà còn biết về những cái tánh dược, những cái thành phần ở trong cái hiệu thuốc đó, chứ không phải chúng ta chỉ biết một thứ. Và biết một thứ thì biết không đủ, nếu biết về cái hiệu thuốc không thì cũng không chính xác được. Mà nếu chúng ta chỉ biết về cái tánh dược, chúng ta chỉ biết những thành phần riêng lẻ cũng không được, mà chúng ta phải biết rằng khi mà có một loại thuốc mà được bào chế với nhiều thành phần, tạo nên một cái nhãn hiệu và đưa cho người bệnh đi uống, thì ở trong đó cái người bán, người bào chế, người bán và người sử dụng, đặc biệt là người bào chế bán, phải hiểu cả hai trên phương diện thương hiệu lẫn cái thành phần chuyên môn của thuốc. Dạ, hai cái này nó là một điểm tế nhị mà tất cả chúng ta cần phải biết. Sở dĩ mà chúng tôi có đặc biệt đề nghị Thượng Tọa Từ Siêu làm thế nào để có cái bài tổng quan đó, là vì chúng tôi thật sự rất là muốn quý Phật tử có chuẩn bị tốt. Và trong chuẩn bị tốt đó, quý vị sẽ thấy rằng đây là cái cơ hội để chúng ta thấy được cái sự liên hệ giữa vĩ mô và quy mô, giữa Thắng Pháp tạng và kinh tạng. Thật ra thì về điểm này cũng không hẳn hoàn toàn ở Thắng Pháp đâu. Chúng tôi có nói đến rất nhiều lần, như là chúng ta nói về tứ đại. Tứ đại mà theo trong kinh tạng đó, thì cũng nói đến những cái hiện tượng là đất là sơn hà đại địa, nói đến núi, nói đến đồng ruộng, rồi lửa là có lửa củi, lửa than, lửa cỏ đốt chỗ này chỗ kia, rồi nước có nước sông, nước hồ, nước ao, nước biển, rồi gió thì chúng ta cũng nói là gió nhỏ, gió lớn, phong ba bão tố, như rồi đất nước lửa gió. Trong kinh tạng cũng có nói đến những cái thành phần ở trong người chúng ta, ví dụ như là ở trong người tóc, lông, móng, răng, da thì thuộc về địa đại, rồi mật đàm, mũ máu thuộc về thủy đại, lửa để tiêu hóa, hơi ẩm trong thân là hỏa đại, rồi khí trong thân thuộc về phong đại. Thì như vậy trong kinh tạng cũng đề cập, và trong kinh tạng cũng có đề cập đến một điểm là tất cả những hiện tượng vật chất
cho dù một cái hòn núi lớn cho đến một hạt bụi nhỏ đều có cả bốn cái thành tố là đất nước lửa gió. Thì đất nước lửa gió mà ở trong một hạt bụi đó là chúng ta phải hiểu theo cái cách hiểu gọi là vĩ mô. Và cách nói mà như là chúng ta nói về 32 cái thành phần của thân thể, tóc lông móng răng da, cái nào là địa đại phong đại quả đại, cái đó nó quy mô. Quy mô hơn nữa là cách nói ở bên ngoài, và ở trong kinh tạng đều có nói như vậy, và trong thắng pháp đều có nói. Mặc dù thắng pháp đó, thì đặc biệt nói về vĩ mô nhiều hơn. Và trong cái phần vĩ mô và quy mô liên hệ nhau thế nào đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy ở trong cái bài học về tương tập, ở trong chương tương tập này. Và thưa quý vị, cũng là một điểm hết sức là lợi lạc khi mà chúng ta đi qua cái chương tương tập. Chúng tôi hy vọng rằng nó là một cái giao điểm mà qua đó bị giảng sư sẽ có được nhiều cái cảm hứng đi giảng, mà quý Phật tử sẽ có lợi lạc để nghe. Bởi vì thật ra không có một vị giảng sư nào dạy về phần tương tập này mà không vận dụng đến kiến thức của kinh tạng. Đề tài là của kinh tạng, nhưng mà chi pháp là của thắng pháp tạng. Và khi nãy chúng tôi có hỏi Thượng Tọa Từ Siêu là những đề tài như vậy, thí dụ như nói về thất giác chi, hay là nói về tứ bộc, hay là nói về 22 quyền chẳng hạn, thì giữa kinh tạng và thắng pháp tạng khác biệt thế nào? Thì Thượng Tọa Từ Siêu thì tôi nói bây giờ chưa học tới thì chưa nói, để nó dài, câu chuyện nó dài lắm. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng vị nào mà học qua chương này rồi thì quý vị sẽ thấy rằng rất là lợi ích lắm. Dạ, lợi ích lắm. Ở trong chùa chúng tôi sống, và đặc biệt sách mà chúng tôi đọc đó, thì chúng thấy đa phần những cái vị mà không có cái kiến thức về thắng pháp đó, hay có những cách nói mà cách nói đó nó nhập nhằng hay nó lẫn lộn, bởi vì nó không có được cái phân định rõ ràng như là ở trong trong thắng pháp. Và đây là vấn đề. Cũng như là khi chúng tôi còn nhỏ ở gần với ông ngoại, chúng tôi là một vị thầy thuốc nam cũng giỏi về thang danh tánh dược, về những cái thuốc. Nhưng mà lớn lên khi chúng tôi đi ra ngoài nước ngoài đọc sách rồi, thì chúng tôi thấy rằng trong một cái cây á, nó có nhiều cái thành tố trong đó. Nó không đơn giản là nó chỉ có một cái dược tính hay là một cái loại sinh tố, mà có thể là một trái chanh mình ăn thì mình nói trái chanh thì ăn thì nó có nhiều vitamin C, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy nó chỉ có vitamin C thôi. Thật ra nó có những cái dược tính chủ đạo, nhưng mà nó có những thuộc tính phụ thuộc. Bởi vì lý do tại sao mà cũng thời cái loại thuốc đó, nhưng mà có khi người phụ nữ có thai không nên dùng được, tại vì nó có những cái dược tính khác mà nó ảnh hưởng. Thì tương tự như vậy, cái cống hiến của thắng pháp rất là quan trọng cho Phật học. Khi mà mình học thắng pháp thì mình cảm thấy một điều rằng mình không những chỉ được học chi tiết mà học bằng cách phân biệt. Do đó khi quý vị đi vào trong thắng pháp tạng đó, thì bộ pháp tụ được xem như là một cái bộ nói về từ vựng, tức là định nghĩa thế nào là tính, thế nào là tấn, thế nào là niệm, thế nào là định, thế nào là định nghĩa về từ vựng, rất như một quyển từ điển vậy đó. Trong khi đó bộ phân tích đó, thì từ cái chủ đề rộng mà chia sẻ trở thành cái hẹp. Dạ, ví dụ chúng ta nói trong bài học này mình nói là sắc quẩn thì có bao nhiêu, sắc quẩn là tất cả sắc pháp thì gồm có 28 sắc, vân vân, từ từ đầu sâu vào. Trong khi đó thì bộ tha túc cách tha, dạ, tha túc cách tha mà chúng ta gọi là bộ nguyên chất ngữ, hay là nói về thành tố đó, thì từ cái mà chúng ta gọi là cái chi tiết, cái vi tế dẫn đến cái tổng quát. Bộ phân tích thì từ cái tổng quát dẫn đến cái chi tiết. Và giống như trường hợp mà mình nói rằng
Đây là bánh ít, đây là bánh tét. Thì bánh ít gồm có những thành phần gì, mình lấy cái tên bánh ít trước rồi mình chia ra, và mình nói đây là bánh tét, mình lấy từ thành phần chia ra. Cái đó là từ cái tổng quát chúng ta đi vào chi tiết. Nhưng mà cái bộ Thathukatha từ cái chi tiết đến tổng quát, ví dụ mình nói là đây là đậu, đây là nếp, đây là đường. Đậu có thể làm bánh này bánh kia, nếp này bánh kia, bột gạo làm bánh này bánh kia, v.v. Thì quý vị thấy rằng chúng ta phải đi từ cái chung đến cái riêng, và ngược lại đi từ cái riêng đến cái chung. Cả hai cái phương pháp quy nạp và trí trung nó đều cần thiết để chúng ta hiểu rõ vấn đề. Nếu chúng ta hiểu vấn đề chỉ có một chiều thôi rất là nguy hiểm. Và Thắng Pháp Tạng lại có một cái cống hiến rất là lợi lạc, rất là thú vị về điểm này. Và nếu mà quý vị nào mà nghe nghe những cái câu mà ở trong trong bộ Giám Mắc Cả, là bộ sông đó, bộ sông đối đó. Ví dụ nói là sắc phải là quẩn không thì nó đúng, sắc là quẩn, nhưng mà quẩn phải là sắc không thì nói rằng sắc sắc quẩn là sắc, nhưng mà thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn thì không phải là, không phải là sắc, thì không nên nói như vậy. Thì nếu một cái người ở bên ngoài mà họ không hiểu chuyện ấy, thì họ nói là sắc tức thì không, thì điều đó đúng, nhưng mà nó không tức thì sắc ấy, thì không nên trả lời thì không đúng. Vì tại sao? Vì cái câu nói đó nó có vấn đề. Cũng như nói là cô Nguyễn Thị B có phải là đàn bà không thì là đúng, nhưng mà đàn bà có phải là Nguyễn Thị B không, thì đàn bà có hàng triệu hàng tỷ người đàn bà, chứ đâu phải chỉ có Nguyễn Thị B thôi. Nên chi riêng về cái phương cách để mà học hỏi, để mà phân tích, để mà liệt kê thắng pháp đó, nó lại là những cái chất xúc tác cho cái trí tuệ, cho cái sự suy nghĩ của chúng ta. Tại sao nói xuôi thì được mà nói ngược thì lại không? Tại sao cái chủ đề này nó lại bao gồm ý nghĩa nhưng mà nó còn đòi hỏi đến chi pháp? Và tại sao nó có cái sự liên hệ giữa pháp rất là tế nhị, liên quan đến một cái đề tài rất là phổ quát ở bên ngoài? Thì nói chung thưa quý vị, nếu mà quý Phật tử học thắng pháp một cách mà chúng tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ làm được, như là một số người đi trước đó, là ở mỗi một phần, mỗi một chương, chúng ta nắm cái khái niệm tổng quát, và từ khái niệm tổng quát đó chúng ta lại đi sâu vào chi tiết, và do vậy chúng ta giữ được cái nguồn cảm hứng, và nguồn cảm hứng để mà học. Riêng ở trong cái chương này, phần tương tập đó, nó lợi ích lắm, rất là lợi lạc, để chúng ta thấy được cái sự liên hệ giữa kinh tạng, thắng pháp tạng, giữa cái vĩ mô và quy mô, giữa cái pháp mà chúng ta gọi là pháp học và pháp hành. Thì thấy được những liên hệ đó, nó cho chúng ta những chìa khóa, cho chúng ta những cái gợi ý rất là quan trọng, rất là đắc dụng, để nói rằng à, bây giờ mình học tới đây mình mới thấy rằng pháp này nó liên hệ đến pháp kia ra sao. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thưa vì chúng tôi nhớ là Ngài Tịnh Sự, Ngài thường nói đó, cái câu Ngài nói hơi bình dân một chút. Ngài nói rằng học vi diệu pháp mà muốn hiểu cặn kẽ, hiểu tốt đó, là phải sào đi sào lại. Sào đi sào lại tức là cũng thời kỳ cũng có tâm sở tham, nhưng học một lần không có hiểu hết đâu. Và mình phải học qua cái phần về tương tập, học về lộ tâm, rồi sau đó phần tương tập học xong rồi tới phần duyên mình học. Tức là cũng pháp đó mà mình cứ sợ đi sợ lại, nhưng mà sợ đi sợ lại thì mới hiểu được. Quả thật như vậy, nó không có đơn giản ở trong cuộc sống này. Còn sư trưởng, quý vị biết sư trưởng nói sao không? Sư trưởng nói là cụ Nguyễn Du nói là nghề chơi cũng lắm công phu ở trong trường kiều, nghề chơi lắm công phu, mà học đại khái sao học được. Thật ra học cũng phải nghiêm túc, học phải có dụng công, học phải có thái độ nghiêm túc ở trong việc học của mình, thì mình mới có thể có được những cái gặt hái, có được kết quả thành tựu. Và do vì trong những cái bài học tới, trong những bài học tới đấy thưa quý vị, của chương tương tập này,
Chúng tôi đã đọc được cái phần phân loại, cái phần phân chia của Thượng Tọa Từ Siêu. Thành ra từ bài 38 tới bài 53, và chúng tôi rất là mừng, rất mừng, bởi vì những cái những chương trước thì Thượng Tọa Từ Siêu dạy hơi nhanh. Lần đầu mà chúng tôi thấy Thượng Tọa dạy sắc pháp, Thượng Tọa giảng 4-5 bài thôi, thì chúng tôi thấy chúng tôi nghiệm cái nhưng mà phần này Thượng Tọa cho quý vị tới tới 15 bài, và kể như là thì để quý vị có phước. Vì sao? Vì những đề tài này đó là khi mà chúng ta đi sâu vào rồi thì quý Phật tử sẽ thấy rằng nó rất là cần, rất lợi ích, rất là thiết thực khi mà chúng ta nghiên cứu Phật học. Có nhiều năm chúng tôi đi sinh hoạt ở trong gia đình Phật tử, chúng tôi thấy rằng các pháp mà các vị học giống như là học tổ vị đó, như là học về lục hòa, học về tứ đế, học về nhân duyên, nhưng mà các vị ít bao giờ mà nói về 37 pháp trợ đạo, giống như là tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, tứ niệm xứ. Và nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì thấy Đức Phật ngài dạy rằng đó là những cái tinh túy của giáo pháp. Và khi mà Nigandhanatha Buddha, một cái vị giáo chủ ngoại đạo của đạo Chen mà mất đi, thì Đức Phật ngài khuyên chư tỳ kheo rằng chư tỳ kheo phải nắm cái căn bản của giáo pháp. Căn bản giáo pháp ngài dạy là gì? Đó là 37 pháp trợ bồ đề. Thì 37 pháp rất quan trọng, nhưng mà chúng ta phải hỏi rằng mình đã có bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu đầu tư vào trong những pháp này. Thì thưa quý vị, chúng ta chỉ học thoáng qua thôi, mà mình nghĩ mình hiểu nhưng thực sự không có hiểu đâu. Dạ, nghĩ thật thì hiểu. Hồi nãy chúng tôi nói với vị nghe, chỉ riêng cái chữ mà gọi là cần, thuộc tánh cần hay là tâm sự cần á, mà nếu chúng ta thấy cái vai trò của ở trong cái chương tương tập này, ở trong chương tập này về cần đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đó là một cái cơ duyên để chúng ta nhìn cái thuộc cánh tâm tánh cần với nhiều cái vai trò, nhiều cái vị thế khác biệt. Và vì vậy chúng ta sẽ có được những cái lợi lạc nhất định, và những lợi lạc này nó tốt về phương diện pháp học và tốt về phương diện pháp hành nữa. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta trở lại phần phản ngữ và giáo trình phản ngữ Pali. Tuần rồi thì chúng ta bỏ qua một phần tại vì lúc đó chúng tôi có một bài chuẩn bị để học về Niết Bàn. Dạ, học về Niết Bàn. Trung Quanh sẽ tìm hiểu về Niết Bàn để chuẩn bị cho lớp học ngày Chủ nhật. Tuần này thì chúng ta trở lại với giáo trình phản ngữ, và chúng tôi sẽ là người đảm trách. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết đại học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng Tông Rung, chúng con kính tri ân chư Tông Đức đã mở lòng quy mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đại an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Come on, come on.
Ye cha ta tha na cha nan ti deva gan toa di ve ca yum sa.